Xin chào quý vị, tôi là Bình. Hiện tại tôi đang đứng trên đường D13. Và trước mặt quý vị đây là liên kế 4, nằm phía bên tay phải màn hình của quý vị. Để quý vị có thể nhìn rõ hơn toàn cảnh tiến độ xây dựng của liên kế 3, tôi sẽ đi bộ quay lại clip thực tế cho quý vị thấy. Căn nhà này đã xây lên tới tầng 1. Ồ, công nhân ở đây tập trung làm đông quá. Dãy nhà bên đây thì vừa mới hoàn thành móng xong và đang cho một bên là đã đổ xong cột lên sàn 1, còn một bên là đang đóng cốt pha để đổ bê tông cột cho sàn tầng 1. Tôi phải nhìn rõ. Tôi xin nhắc lại, hôm nay là ngày 24 tháng 5 2018. Tiến độ xây dựng vào hôm nay cho quý vị thấy. Thời tiết hôm nay mới mưa xong vào buổi trưa cho nên trời hơi âm u. Màn hình tôi quay lại cho quý vị thấy nó hơi tối. Tiến độ bên đây thì đang lắp cốt pha, chuẩn bị đổ sàn tầng 2. Công nhân bên đây hình như đang tập trung dồn về những căn nhà ở dưới kia để xây dựng kịp tiến độ, xây dựng cho nó đồng đều. Và cũng đằng nào cũng kịp giao bàn giao nhà cho quý khách hàng đúng tiến độ hết. Cảm ơn quý vị đã xem clip. Tôi là Bình, Đức Bình. Quý vị thấy clip này thật sự rất là tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho quý khách hàng không có thời gian đi xem. Quý khách hãy nhấn like và nhấn nút đăng ký để tôi có thể chia sẻ thêm nhiều video clip thực tế hơn nữa. Cảm ơn quý vị.